Em Hoàng Hoa xin chào tất cả các anh em, những người yêu đồ lính cũng như là yêu đồ si trên kênh của em Hoàng. Hôm nay thì em lại có những sản phẩm tuyệt đẹp về giới thiệu với anh em. Cứ lên lần lượt thôi, vì em cũng sẽ bóc dần nhé. Một chiếc quần của Multicam. Đây, dòng này, dòng vân này là Multicam nhưng mà nó là quần hải quân nhé. Rất đẹp. Đây anh em, 99%. Chiếc quần này nó được ra đời năm bao nhiêu đây? 2001 anh ạ. 2001, bụng của nó là 84 86. 84 là có chun và 86 88 là giãn chun nhá. Kịch giãn chun là 88. Còn để nguyên chun là 84. Rất đẹp. Dài của nó là 106. Tầm đấy. 106. Chiếc này có giá của nó là 2 triệu nha anh em nhé. Chiếc này mới tinh ấy, và nó là dòng gần như lưu kho. Có những chiếc em bán 1,5 triệu. Một chiếc áo của Multicam mã số 2. Có chiếc này là cổ lọ này. Cái này 70, từ 68 cho đến 72 cân là mặc body. Như em mặc là body là 72 cân là vừa. 68, 65 đến 65 thì thích rộng thì 65. Mà bo một chút thì 72, 70. Vừa vừa thì nó là 68, 70 là ok. 1,5 triệu chiếc này, mã số 2. Cho anh em từ 65 cho đến 72 cân đi. Là ok nhá. Nó dòng có giãn. Mã số 2. Mã số 3. Cũng một chiếc nữa. Chiếc này là cổ lọ, chiếc kia là cổ cúc, cổ khóa, chiếc này là cổ lọ này. Hai chiếc này đều mới 98% nhé. Nó mới hơn đây anh em, gọi 98% rồi. Với số cân cũng 65 cân cho 60 cân cho đến 72 cân. Cái này nhỏ hơn một chút. Mã số 3 này. Cũng 1,5 triệu nhé. Đây anh em. Cái này giá 1,5 triệu này. Bác nào thích lấy cái cổ kia thì nó có lệch một chút. Lấy cả đôi thì giá nó sẽ ok hơn. Mã số 3 này. Đây, được một chiếc dàn di cát sa mạc 99% mới đét. Đây anh em. Trong ngoài không một lỗi lầm nhá. 70 cho đến 75 cân. 70 cho đến 75 cân. Vai của con này là 50 và dài của nó là 74-75 thì phải. Size của nó là size small regular 74-76. Ok mà, mặc thoải mái. Em cao 1m72 đây. Đẹp. Nói chung cái size này thì rất đẹp. Thân nhựa cổ nhựa nhé. Mã này là mã số 3 này. Cái này mới tinh. 2,5 triệu nhé. Thân nhựa cổ nhựa, chiếc này thì đi trời nắng, đi mùa đông thì nó bền, một dòng cô tông xịn mà. Và nó còn mới 99% này. Cái này chúng ta đi mùa đông ấy, thì nó ấm, mà đi mùa hè nó mát, rất mát chiếc này. Chiếc này mà các bác chạy đường, mà các bác đi chiếc này mà xe máy thì mùa hè thì thôi rồi luôn. Mã số 3. Đây, một chiếc Phinot trực thăng, mã số 4. Anh em nhìn này. Hàng trăm chiếc em mới có được chiếc mã vạch. Đây mới chính thức là lưu kho. Và không những lưu kho mà nó còn là size small shop nhé. Đây, 586 size small shop. Đây anh em, lưu kho đây. Để mà nói có những chiếc 99%, nhưng để mà có những cái tem như thế này thì gần như có những hàng trăm nghìn chiếc em mới có được một chiếc. Và anh em biết nhé, cái tem này của nó ấy, thì nó gần như là cái khuy này, nó gần như là bằng đồng, khi giật ra một phát là nó bay. Nó gần như là có một lớp đồng mỏng, khi giật ra là nó bay nhé. Cái tem zin của nó này, cái mã vạch này. Chiếc này mới 100%. Và size của nó là size của nó là size small shop nhé. Size đẹp, áo đẹp. Bác nào mà cái tầm 1m58 cho đến 1m65 mặc trùng, còn 1m7 thì mặc vừa đến thắt lưng. Vai của nó là 49 và dài của nó 64
tay của nó 60, 58 cho đến 65 cân là các bác mặc được chiếc này nhé, mới 100%, giá 7 triệu nhé. Trên thị trường bán rất nhiều phi nốt trực thăng 3 triệu, 2 triệu rưỡi, 1 triệu, 4 triệu có, nhưng dòng đấy em không có. Em chỉ có dòng từ 7 triệu. Với những chiếc như thế này chính ra nó sẽ còn giá cao hơn, tầm trên 10 triệu. Nhưng đây em có một chiếc duy nhất lần đầu tiên nó về được cái mã vạch này. Em để cho anh em chơi giao lưu thôi, 7 triệu mà hâm lên nữa 6 triệu alo cho em đi là sẽ nhấc được chiếc áo này. Vì đôi khi mà em bán ấy, em bán hàng mà chơi mà, chứ không mang tính chất là quánh nô đánh kiện. Anh em nhìn, có cái mã vạch này thì chắc chắn anh em biết là nó không cần phải nhìn chiếc áo nó như thế nào rồi. Đây là cửa sổ đằng sau, và màu của nó là màu xanh olive. Ồ, chiếc này bác nào nhanh tay nhé, với số cân chiều cao thì alo cho em Hoàng. Alo cho em Hoàng chắc chắn sẽ có giá tốt. Em bán chơi và giao lưu, chơi và giao lưu thì cứ alo cho em là sẽ có. Vì tất cả các sản phẩm trên kênh của em Hoàng, ví dụ như là dòng đồ da, LV, thời trang hay những chiếc đồng hồ cao cấp, xa xỉ, cứ alo cho em Hoàng. Mà alo cho em Hoàng thì thiện chí thì chắc chắn ok đấy. Chứ còn mang tính chất khi chúng ta đi mua vào những nơi khác, có những trường hợp em đã từng đi mua rất nhiều nhưng không có bớt, đó là điều đương nhiên. Nhưng trên kênh của em Hoàng, anh em chơi giao lưu ok, còn nếu như mà mang tính chất là không giao lưu hay không ưng lắm, chúng ta cứ theo dõi 1 năm 2 năm chúng ta và xem cho vui, không nhất thiết chúng ta phải mua. Trên kênh của em Hoàng là chơi và giao lưu, những sản phẩm đẹp thì đưa về anh em chúng ta xem. Hôm nay em Hoàng có mấy sản phẩm đưa lên, bác nào ưng được thì alo cho em Hoàng nhé. Alo cho em Hoàng thì chắc chắn sẽ mua được sản phẩm của em Hoàng. Trong thời gian tới em Hoàng sẽ có nhiều những sản phẩm đưa lên, ví dụ như những dòng đồ da hay đồ si, dòng thời trang. Và có những sản phẩm nào em quay lên, hoặc có những sản phẩm nào em sẽ đưa lên trang cộng đồng, hoặc có những sản phẩm nào em lên trực tiếp video giao lưu cùng anh em nhé. Em Hoàng chúc anh em một ngày mới an lành và hạnh phúc nhé.